Kính chào quý vị, chào các đồng chí. Quý vị và các đồng chí thân mến, trong chuyên mục An ninh Tuyên Quang hôm nay, phần tin phản ánh một số hoạt động của lực lượng công an Tuyên Quang trong tuần qua. Tiếp đó là phóng sự thám tình quân dân. Phần cuối chuyên mục là phóng sự bảo đảm an ninh trật tự tại xã vùng cao Hồng Quang, huyện Lâm Bình. Sau đây, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua, Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Về phía Công an tỉnh Tuyên Quang, có đồng chí Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh. Các đồng chí nguyên giám đốc, phó giám đốc quan tỉnh qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các đơn vị công an toàn tỉnh. Dự đại hội có 120 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.000 cán bộ cựu công an nhân dân trong toàn tỉnh. Tại đại hội, các đại biểu đã được thông qua nội dung, chương trình của đại hội, nghe báo cáo về sự hình thành, vai trò, trách nhiệm và những quy định liên quan đến công tác thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam và Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết, đại hội đã bầu ra 21 đồng chí vào Ban chấp hành hội. Ban chấp hành hội đã họp phiên đầu tiên và bầu ra 7 đồng chí vào Ban thường vụ, bầu chủ tịch, phó chủ tịch và ban kiểm tra. Đồng chí Đại tá Hà Quang Duy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, được bầu làm chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã thông qua phương hướng nhiệm vụ và chương trình công tác trong nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương đã chúc mừng thành công của Đại hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đồng thời đề nghị sau đại hội, Ban chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cần nghiên cứu kỹ điều lệ hội và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các chỉ đạo của tỉnh để có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của hội. Đồng chí mong muốn lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đặc biệt là đảng ủy, lãnh đạo quan tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo hoạt động, hỗ trợ, động viên, khích lệ để Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh hoạt động hiệu quả về mọi mặt. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sau đại hội, Ban chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động theo đúng quy định pháp luật, phát huy vai trò của lực lượng cựu công an nhân dân, góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ của mình vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Ngày 4 tháng 3 năm 2024, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc lớp tập huấn các thông tư của Bộ Công an quy định về nghiệp vụ đăng ký xe cho 48 đồng chí là lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ làm công tác đăng ký xe thuộc các đơn vị công an toàn tỉnh. Đồng chí Đại tá Đỗ Tiến Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo lớp tập huấn. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 4 tháng 3 năm 2024 đến hết ngày 8 tháng 3 năm 2024, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập nội dung thông tư số 24 và thông tư số 25 của Bộ Công an quy định về công tác đăng ký xe. Trong đó, chú ý một số nội dung mới như quy trình đăng ký xe trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đăng ký cấp biển số định danh, đăng ký biển số trúng đấu giá, trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe, cán bộ đăng ký xe, cấp quản lý sử dụng tài khoản đăng ký xe. Cùng với đó, các học viên sẽ được hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký xe, giải đáp các khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký xe. Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ chiến sĩ trong quá trình tập huấn phải tiếp thu đầy đủ những kiến thức do báo cáo viên truyền đạt, tập trung nghiên cứu học tập,
tích cực trao đổi kinh nghiệm thực tế, những vấn đề còn vướng mắc cần đưa ra thảo luận, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, nội quy lớp học, bảo đảm thời gian, chất lượng, hoàn thành các nội dung đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Thông qua tập huấn, cán bộ, chiến sĩ làm công tác đăng ký xe tại các đơn vị công an toàn tỉnh sẽ nắm vững kiến thức, quy trình đăng ký xe, đáp ứng yêu cầu quản lý người và phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, số hóa trong quá trình công tác của lực lượng công an nhân dân. Đúng 7 giờ sáng, theo chân các y bác sĩ bệnh viện con tỉnh Tuyên Quang, tôi đã có mặt tại thôn Quân, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn, thôn Quân có trên 90% là đồng bào dân tộc Mông. Do điều kiện địa hình nhiều đồi núi cao, đời sống bà con còn nghèo, nhận thức y tế thấp nên vấn đề chăm sóc sức khỏe còn nhiều hạn chế. Cùng với đó, do tập quán và thói quen sinh hoạt, đa phần người dân ở đây thường không đi khám hay kiểm tra sức khỏe định kỳ. Vì thế, khi biết tin có đoàn y bác sĩ của bệnh viện con tỉnh mang theo các trang thiết bị, máy móc hiện đại về tận thôn khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí. Mặc dù còn sớm, nhưng đã có rất đông bà con chờ sẵn để được khám bệnh. Với tinh thần hết lòng, vì người bệnh và phục vụ nhân dân một cách tốt nhất, các cán bộ chiến sĩ công an, y bác sĩ trong đoàn đã khẩn trương lắp đặt phương tiện để khám chữa bệnh miễn phí cho bà con. Mặc dù số lượng người đến khám đông, nhưng các y bác sĩ và cán bộ chiến sĩ trong đoàn tình nguyện luôn có thái độ nhã nhặn, niềm nở, tiếp đón bà con đến thăm khám theo đúng trình tự, tận tình hướng dẫn bà con làm mọi thủ tục cần thiết để được thăm khám và cấp phát thuốc. Việc khám và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa là một trong những hoạt động chăm sóc y tế cộng đồng được Bệnh viện Con tỉnh duy trì thực hiện thường xuyên. Tôi cũng đến từ sớm mà rất mong là được đoàn cán bộ khám cho tôi và bản thân tôi, và vì tôi các khớp chân, khớp tay và bệnh tật mà đã được đoàn cán bộ của bác sĩ của công an tỉnh về đến khám đây là tôi rất là cảm ơn. Với tinh thần phục vụ cao nhất, tập thể y bác sĩ bệnh viện con tỉnh đã phát huy vai trò trách nhiệm phục vụ nhân dân bằng cả tấm lòng, mỗi người một việc, từ thăm khám đến cấp thuốc đều trên tinh thần vì nhân dân phục vụ. Chỉ trong buổi sáng, các y bác sĩ đã khám, kê đơn, cấp thuốc và tư vấn miễn phí cho hơn 200 người dân thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó, neo đơn trên địa bàn thôn. Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với lại Ủy ban nhân dân xã Hùng Lợi để tổ chức khám sức khỏe và tư vấn cấp phát thuốc miễn phí cho bà con ở thôn Quân của xã Hùng Lợi. Với cái mong muốn bà con ở những cái vùng dân tộc thiểu số, những cái điều kiện khó khăn, ít có cơ hội tiếp xúc và tiếp cận với lại những cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thì bệnh viện cũng tổ chức cái chương trình khám sức khỏe, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí cho bà con, thì mong muốn là bà con được tiếp cận nhiều hơn với lại cái dịch vụ sức khỏe cũng như chăm sóc về y tế. Cái mục đích của chương trình của bệnh viện tổ chức lần này. Chia tay với bà con thôn Quân, xã Hùng Lợi, đoàn công tác chúng tôi cảm nhận rõ những tình cảm sâu nặng giữa bà con các dân tộc trong thôn với tập thể y bác sĩ bệnh viện con tỉnh. Những hoạt động ý nghĩa đó đã tăng thêm sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an và nhân dân, chia sẻ khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Kính thưa quý vị, những ngày đầu xuân Giáp Thìn năm 2024, du khách khắp mọi nơi lại đổ về xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình để tham gia lễ hội nhảy lửa, một nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào dân tộc Bạt Hẻn xã Hồng Quang. Để người dân và du khách có một mùa lễ hội bình yên, vui tươi và đầy cảm xúc, lực lượng công an các cấp đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động diễn ra trong lễ hội. Lễ hội nhảy lửa
của dân tộc Pà Thèn từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong truyền thống văn hóa, tín ngưỡng, thể hiện sức mạnh phi thường của con người, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách, xua đuổi những điều không may mắn. Với nét văn hóa đặc trưng mang nhiều yếu tố tâm linh, huyền bí, lễ hội nhảy lửa luôn thu hút đông đảo mọi người dân và du khách gần xa đến tham gia, khám phá. Thường xuyên bám sát cũng như chỉ đạo lực lượng công an xã thường xuyên nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm tra các cái khu vực trọng điểm, đặc biệt là phối hợp chỉ đạo lực lượng công an viên nắm chắc tình hình tại các thôn trên địa bàn xã, từ đó thì kịp thời xử lý cũng như là giải quyết dứt điểm các tình huống xảy ra trên địa bàn ngay từ lúc mới phát sinh. Để bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự trong quá trình diễn ra lễ hội nhảy lửa, Công an xã Hồng Quang đã xây dựng kế hoạch cụ thể bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội. Tập trung lực lượng thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức phương án bảo vệ, không để xảy ra các vụ việc gây phức tạp tình hình, gây rối an ninh trật tự và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp có thể nảy sinh tại các địa bàn cơ sở, bảo vệ tuyệt đối an toàn địa điểm diễn ra hoạt động chính thức của lễ hội, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo tỉnh, khách quốc tế và các đại biểu đến tham dự lễ hội tại địa phương. Lực lượng công an xã đã tuyên truyền những cái chủ trương chính sách pháp luật về an ninh trật tự rất là rộng rãi, sâu sát đến quần chúng nhân dân trên địa bàn bằng những cái hình thức mà nó rất sát với nhân dân các dân tộc của xã Hồng Quang. Nên là những tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu, chè là được đẩy lùi hơn những giai đoạn trước. Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Hồng Quang luôn được bảo đảm. Lực lượng công an xã được kiện toàn đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Nhân dân các dân tộc trong xã luôn đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đội ngũ cán bộ chuyên môn, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt, đã phát huy tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, nhằm huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp toàn xã, chú trọng vào việc xây dựng, củng cố cơ sở vững mạnh toàn diện vào nền nếp và đạt hiệu quả. Trong thời gian qua thì công an xã cũng đã tích cực làm tốt công tác phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác quản lý chặt chẽ các cái đối tượng nhân hộ khẩu, quản lý người nước ngoài đến thăm thân, đến du lịch tại địa phương để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã là ổn định, được giữ vững. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân các dân tộc xã Hồng Quang ngày càng khởi sắc, nâng cao. Lực lượng công an xã đã và đang khẳng định được vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục An ninh Tuyên Quang kỳ này. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.